chị kem em vào phòng chơi với chị đấy. Khoan khoan cho chị chạy lại dữ liệu cái. Em vô phòng chơi với chị. Chơi với chị chỗ. Em sợ về offline với chị đấy. Vậy là quan trung rồi, không khác, không thể nào sai được. Nhưng mà không lẽ người ta nói thật như vậy hả? Ai mà biết những chuyện tế nhị của em với anh Trung. Mà offline là cái gì? Là trước offline hả? Dạ. Trước offline thì có gì để tâm sự? Thì nó là thiết của em, cho nên là em tâm sự với chị. Là Lâm Anh Nhớ. Ngày hôm nay chúng tôi sẽ mời đến đây một cô bé trẻ trung xinh xắn. Xin giới thiệu đến quý vị Thương Võ. Chào em. Dạ. Thì mọi người cũng biết em hát mấy bài nhạc trẻ. Em thích nhất đến thời điểm hiện tại là bài gì? Em thích bài Em Say Rồi. Em Say Rồi. Dạ. Bài đã nói về một gái đi ăn nhậu say xỉn hay sao? Thực ra thì là khán giả nghe thì mọi người nghĩ rằng là cô gái đấy đang nhớ người yêu quá say xỉn. Nhưng thực chất thì là ý đồ của nhạc sĩ viết thì không phải, giả vờ say thôi ạ. Giả vờ say để làm gì nhở? Giả vờ để mình nhớ anh ấy, xong anh có nhớ mình không? Chia tay rồi, không dám nói. Ngại ạ. Một cuộc tình tan vỡ. Vâng. Rồi bây giờ giả vờ say để có cớ để nhớ người ta. Dạ. Rồi xin mời em qua đây. Và thưa quý vị thân mến, ngay bây giờ là một cô gái trẻ nữa, là một người mới của showbiz Việt và đang được nhiều bạn trẻ yêu thương. Xin giới thiệu đến quý vị ca sĩ Hoàng Duyên. Mấy tuổi rồi con? Dạ, em năm nay 21 tuổi ạ. 21 tuổi là còn trẻ. Trước khi mọi người biết những bài hiện tại thì đã từng hát những bài nào rồi? Em đã từng cover cũng khá là nhiều ạ. Cover bài của các anh chị khác? Dạ, cover của các anh chị khác. Ví dụ bài cover nào mà được nhiều người thích nhất trên mạng xã hội? Bài Đom Đóm của anh Jack ạ. Quê ở đâu? Dạ, quê ở Tây Ninh ạ. Quê Tây Ninh ạ? Dạ. Nhà có bán bánh tráng trộn không cưng? Dạ, có bán bánh tráng trộn cưng. Dạ. Không ạ. Hay ăn được chứ không có không? Vậy hả? Nay 21 tuổi thì đang có công việc hay là đã đi học trường nào không? Dạ, hiện tại thì em đang thực tập tại công ty giải trí. Thực tập sinh mà có một vài bài hát mà được nhiều người chú ý là cũng là may mắn rồi. Sẽ là may mắn hơn nếu đêm nay mình tìm được nhân vật bí ẩn. Dạ. Tất cả nhân vật bí ẩn đều là những người được nhiều người yêu thương và thân quen với mình. Dạ. Cẩn thận, nếu tìm không ra thì tạo ra nhiều cái mối quan hệ không tốt. Xin lỗi. Sẽ đây nè. Dạ, dạ. Thưa quý vị thân mến, có những bạn trẻ thì có những bạn không còn trẻ lắm. Có những bạn không còn trẻ lắm sẽ xuất hiện. Và sau đây là một nghệ sĩ thân quen trên sóng truyền hình, mang lại nhiều tiếng cười, nhiều sự yêu thương và có giọng hát rất là ngọt ngào, trữ tình đầm ấm. Xin giới thiệu Buka. Buka. Hôm nay mình ngủ dậy đó. Dạ. Mình có đi lộn chương trình không? Đi lộn chương trình không? Không anh, tối qua không có ngủ. Sao vậy? Tại nôn. Nôn? Dạ. Chương trình này hát. Nhưng mà khoan xí đi, cho em hỏi cái hồi nãy anh nói là cái gì, có những bạn trẻ và có những bạn không được trẻ lắm hả? Mình muốn không thích về số tuổi đúng không? Mình muốn không thích về số tuổi đúng không? Không, em không muốn, nhưng mà mới bắt đừng giới thiệu vậy đau lòng đi em. Không thiệt, bé nó có 20, 21 không à. Thì em có 19 thôi. Thì em có 19 thôi. À, 99 à? 99 hả? 99 là 22 rồi, anh Giang. Chưa tới tháng. Chưa tới tháng. Gần tới cái tháng sinh nhật rồi. Bữa nay chưa tới tháng sinh nhật. Thì thưa quý vị là mỗi cuộc sống của chúng ta, mỗi giai đoạn có những sự tương phản và gặp gần nhau. Anh nói là lấy em giận em không hát đó. Thật sự khán giả đang cần em giận lắm luôn á. Ví dụ như mà bây giờ em hát ở đây mà lỡ có không được lắm rồi, người ta có đuổi em về không? Không 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 có. Chỉ có những chương trình âm nhạc khác không mời thôi. Chương trình âm nhạc khác không mời thôi. Chứ còn ai mà đuổi về nghệ sĩ như em, dễ thương xinh xắn như vậy, thật sự như vậy. Vậy cho em hát một cái bài cũng đang rất là hot bây giờ đi. Bài gì vậy? Bài của bé Duyên nè. Bài gì? Dạ cái bài này hợp tình hợp lý bây giờ luôn á. Bài tên gì? Chàng trai áo sơ mi hồng. Chàng trai áo sơ mi hồng. Chàng trai sơ mi hồng. Chàng trai sơ mi hồng. Chàng trai sơ mi hồng. Dạ vài câu nha. Vài câu thôi, anh cũng hy vọng là vài câu thôi. Mày. Mày. Sáng thức dậy em đau cổ á. Không sao cả, trái tim anh đang đau đây. Mây trời nhà thênh thang. Ở anh này nhìn hay hay. Yeah.
hồng người không cao. được. Tại vì nó diễn gì nó diễn. Tim em chợt đập xôn xao. Tim em chợt đập xôn xao. Xôn xao. Dạ đủ rồi ạ. Dư rồi chứ phải đủ đâu. Dư rồi. Em biết mẹ chị không? Bữa em qua nhà chị, mẹ chị nấu gì cho em ăn? Đó. Hôm em qua đâu có mẹ chị ở nhà đâu. Lần gần nhất em qua là có Chris Phan ý. Có Chris Phan hả? Vậy là Quốc Khánh. Chị quên à, hôm mập không, em mập qua không? Xong rồi Chris Phan ở với Quốc Khánh ở ngoài chơi game. Em vào phòng chơi với chị đấy. Trời ơi. Khoan khoan, cho chị chạy lại dữ liệu cái. Em vô phòng chơi với chị. Chơi gì chị chỗ? Em sợ về offline với chị đó. Vậy là Quang Trung rồi, không khác, không thể nào sai được. Nhưng mà không lẽ người ta nói thật như vậy hả? Ai mà biết những chuyện tế nhị của em với mà chung? Offline là cái gì? Là trước offline hả? Dạ. Trước offline thì có gì để tâm sự? Thì nó là thích của em cho nên là tâm sự với chị. Nếu như là Quang Trung thì em có bao giờ mặc đầm chị chưa? Bạn gái anh có phải là chị Diệu Nhi không ạ? À đúng rồi em, bạn gái Diệu Nhi nè em. Bạn gái anh là Diệu Nhi nhưng mà bạn là con gái chứ không phải là bạn gái. Anh chưa có bao giờ làm việc với em đó, nhưng mà anh thân với em lắm. Đó. Ngày nào em cũng qua nhà anh chơi mà em quên mất tiêu rồi ta đó. Bạn thân mà kỳ gì đây. Hả? Có một cái tên nào chưa ạ? Bây giờ em khoanh vùng đi. Ca sĩ nào mà lại cover bài gần đây nhất của em? Anh Minh Vương cũng cover bài của em. Vỗ tay. Minh Vương kìa. Đúng. Đoán đi ạ, một cái tên nào đó, đoán đi ạ. Ca sĩ nhá. Ca sĩ. Ca sĩ ạ. 4
3. Mình là gì của nhau, em muốn mình là gì? 2. 1. Người dân, anh tên dân á. Đây là ai ạ? Chắc là mình chỉ đoán ra một cái tên mà đã cover bài em mà em biết. Đó là Lâm Anh.